Nhi, bắt đầu từ hôm nay đừng ở lại Phong Nguyệt lầu nữa. Theo chị về nhà được không? Được, vậy tốt lắm. Hạnh Nhi à, có một người chị như vậy thật sự cảm thấy may mắn mới đúng. Còn nữa nha, ở tại đây cũng không có kết quả gì đâu, mà theo chị của người về đi, tìm một việc đàng hoàng tử tế, như vậy mới có tương lai, có hiểu rõ không? Thôi được, hôm nay ai cũng mệt mỏi, các người hãy về nghỉ sớm đi. Hạnh Nhi, ngủ chung với chị nha. Được rồi, các người ngủ sớm đi. Nhĩ Phàm mà, mình đi, cũng nên về phòng nghỉ một chút. Lan Hiên, em làm gì? Em làm gì à? Cái đó phải hỏi anh chứ. Dọc đường cổng cổ về, thân mật quá. Ồ, thì ra là chuyện đó hả? Yên tâm đi, anh về cổ không có gì đâu. Thực sự không có gì. Anh chỉ là thương hại về tội nghiệp cổ. Em đừng bây giờ suy nghĩ dễ dẫn nha. Trong lòng anh chỉ có mình em. Nhĩ Phạm, trong lòng em cũng chỉ có anh thôi. Nếu nhanh cô phụ em thật sự không muốn làm người đâu. Làm gì có, anh không bao giờ phụ em. Tại sao vào mà không chịu gõ cửa? Ngạc nương không dạy nguyên tắc làm người sao? Em tới đây để từ giải với Lan Ti Tỷ. Lòng tốt của người ta cảm ơn, ra ngoài đi. À, hình như là chị đã quên cái gì rồi đó. Tiền công có phải vậy không? Tuy rằng không kiếm được các bạc nào cho Nguyệt Lầu, nhưng cũng ở chỗ này lâu như vậy. Thôi được, ta cho người một nén bạc, coi như là đã sòng phẳng. Quảng Hải, chuyện gì? Cả ngày anh không ăn uống, không ăn làm sao được? Không cần, không muốn ăn. Anh thấy em là không muốn ăn, hay là thật sự ăn không có vô? Em đa nghi quá. Em đa nghi à? Anh hãy hỏi trái tim của mình, có phải là em đa nghi hay không? Trong thời gian qua, em đối xử với anh như thế nào? Trong lòng anh cần phải hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù em ôm lấy cục đá đi nữa, ôm lâu ngày nó sẽ nóng có phải gì không? Tại sao trái tim của anh lại cứng như vậy? Không cần biết em đối xử với anh thế nào, anh cũng giống như là hàng băng trong băng khố, hoàn toàn không có hơi nóng. Xin lỗi nha. Thôi đi, con người thích ăn hiếp người tốt đối với mình. Kể như là kiếp trước em mắc nợ anh. Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Xin lỗi? Xin lỗi thì ăn thua cái gì đây? Xin lỗi có thể thay đổi được sự thật em lấy anh là phải phòng không lẻ bóng hay sao? Nếu như không được, vậy xin anh thu hồi lại mấy cái chữ đó. Bởi vì làm như vậy không thể bù đắp được trái tim loang lổ của em. Anh nhìn nhận anh lại với em, nhưng em cần phải hiểu rõ cảm giác của anh chứ. Anh không phải là một người tùy tiện yêu thương một người khác. Xin em hãy cho anh chút thời gian để giúp anh bước ra bước đầu tiên có được không?
được hay không? Anh cho em cái quyền chọn lựa à? Không có. Từ trước đến nay không có. Cho nên em đứng ở chỗ này đây, em trở thành phu nhân của anh rồi. Em đã dùng khoảng thời gian rất là dài, thậm chí cả đời, để chờ người chồng của em yêu em. Em không có đường chọn lựa, không phải sao? Vậy em muốn anh làm cái gì? Anh không thể nào lừa gạt cảm giác của nhân mình. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Em lại nói sai nữa rồi. Em không phải cố ý đâu. Em thật sự lúc nãy đến đây em đã suy nghĩ kỹ, không cần biết anh nói cái gì làm cái gì, em cũng đều không giận anh. Em không nói bậy nữa. Anh hiểu rõ, anh hiểu rõ, anh hiểu rõ, anh hiểu rõ. Sự vô ước của em mà đã hiểu rõ. Anh hứa với em, anh sẽ là một người chồng tốt. Đừng bỏ anh có được không? Được không? Hoàng thượng mấy ngày nay có nghĩ gì không? Ngạn đừng nói về chuyện... Đương nhiên là việc lập từ của hoàng thượng. À, Ai Gia cũng biết rằng chuyện này hoàng thượng không dễ dàng quyết định. Nhưng lập từ là căn bản của một nước, lập sớm tốt hơn lập trễ. Thứ nhất, có thể để hoàng thái tử tiếp xúc chánh việc trong triều. Thứ nhì, để cho những hoàng tử khác biết địa vị của họ, đừng có mơ mộng viễn vông. Như vậy đối với quốc gia xã tắc đều có lợi. Ngạc nương nói đúng thôi là đúng. Đợi thần nhi bàn người với các đại thần xong, chắc chắn sẽ có quyết định thật nhanh. Xin ngạc nương yên tâm. Hoàng thượng đừng có trách hoàng ngạc nương lo nhiều quá. Ai già thật rất sợ tự cổ cuộc tranh giành từ vị máu chảy thành sông. Những giọt máu đó của ai cũng là máu của gia đình Ái Tân Cát La thôi. Khang Hy gia, Ung Chánh gia, Càn Long gia, cho tới hoàng A Ma của con là Gia Khánh, thì họ cũng đã tranh chấp cho tới người chết ta sống. Các người đều là con cháu của Ai gia, là người thân nhất của Ai gia. Ai gia thật sự không hy vọng những bi kịch của tổ tiên một lần nữa lặp lại trên mình của các người. Hoàng Ngạc Nương, thần nhi hiểu rõ. Được rồi, tốt. Chúng ta khó khăn lắm mới ra ngoài chơi, đừng có nói tới chính vụ nữa. Ai già nghe nói Lục A Ca gần đây học biết một bài quyền, chúng ta qua coi đi. À, hoàng ngạn nương của nhà hướng như vậy, thần nhi xin đi chung đó. Đến thật là đúng lúc. Hãy cứ bí giùm cho trẫm đi. Hả? Hay là làm gì mà không lên tiếng vậy? Hoàng thượng, đây là đại sự của triều đình, chắc là hoàng thượng đã có quyết định ở trong lòng rồi. Thần thiếp không nên thêm lời bình luận. Trẫm không thể quyết định được, em muốn nghe ý kiến của hoàng hậu đó. Tứ A Ca chúng ta tâm địa hiền lương, tâm nhân hậu, có phong phạm nhân quốc. Nếu như bây giờ thái bình thịnh thế, chắc chắn là một vị hoàng đế tốt, thuận ứng dân tâm, thông cảm bá tánh. Đáng tiếc nó lại ưu nhu quả đoán, không có cầu tiến gì hết. Nếu như là loạn thế, nó chắc chắn sẽ bối rối tài trần. Cái điểm đó Lục A Ca trầm tĩnh hơn. Tuy là tuổi trẻ, nhưng mà
nó có mưu lược biến đổi, hơn nữa lại có nhục vọng chinh phục rất là mạnh. Đáng tiếc nó ngang tàn khinh thường mọi thứ, làm vị vua loạn thế không thành vấn đề. Tuy nhiên lúc thấy bình thạnh thế, nó có thể là Tần Thủy Hoàng thứ nhì đó.